Tình trạng của nam em sau khi leo khỏi ban công trên live stream. Chồng sắp cưới nam em để lộ vẻ tiểu tụy sau sự việc vợ leo ban công trên live stream. Tối ngày 16 tháng 3, cộng đồng mạng xôn xao với đoạn live stream gần nhất của nam em. Trong video, cô thể hiện sự bất ổn khi phát trực tiếp trong 30 phút nhưng không nói gì. Sau đó, người đẹp quê Tiền Giang còn tiến ra ngoài ban công và leo ra khỏi thành chắn an toàn, biến mất khỏi khung hình. Sự việc trên làm công chúng khá lo lắng về hành động nguy hiểm của nam em sau đó, chồng sắp cưới của nam em, ông Bùi Hữu Cường tiết lộ với công chúng rằng người đẹp sẽ nghỉ livestream trong thời gian sắp tới. hiện tại cô đang bị mệt nên sẽ không phát livestream vài ngày. nếu có, cặp đôi cũng sẽ tắt bình luận trong livestream. nam em có sức khỏe khá yếu, người đẹp cũng thừa nhận điều này trước truyền thông. theo quản lý của Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cho biết, cô nàng đang mắc ba chứng rối loạn, gồm rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ, rối loạn lưỡng cực gần nhất nam em bị thuộc huyết áp khi đang livestream. Những căn bệnh này có tác động xấu đến tâm lý của mỹ nhân sinh năm 1996. Trong một thời gian dài trong quá khứ, nam em đã mắc bệnh trầm cảm và sợ cảm giác ở một mình nên thường xuyên cần người chăm sóc. Thậm chí, nam em còn tiết lộ trên sóng truyền hình rằng lúc cô đơn, cô thường đi vào bệnh viện ngủ để có người xung quanh hỏi thăm, quan tâm. Người hâm mộ cũng gửi lời khuyên nhủ đến nam em rằng cô nên hạn chế livestream với tần suất cao, dành thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy lại tinh thần. Việc livestream hàng ngày có thể là một trong những nguyên nhân lớn khiến tình trạng bệnh của nam em dần tệ đi vì cô phải tiếp xúc quá nhiều với bình luận tiêu cực. Chồng nam em chịu đi làm sau lời tố ăn bám cho vợ ở nhà đan len, ăn ngủ và hát. Những ngày qua, thông tin về chuyện tình sóng gió của nam em và chồng sắp cưới Bùi Hữu Cường là đề tài được dân mạng quan tâm bàn tán sôi nổi, liên tục đấu tố qua lại, chia tay rồi lại làm lành, netizen vô cùng đau đầu. Không ít lần nam em đăng đàn công khai bản thân chính thức độc thân, chia tay Bùi Hữu Cường và tố anh là người gia trưởng kiểm soát, ăn nói hàm hồ, tưởng chừng chuyện tình cả hai đã đứt gánh, Mới đây nam em lại quay xe, lên livestream khóc lóc cầu xin Bùi Hữu Cường quay về, tự nhận không thể sống thiếu bạn trai. Cộng đồng mạng đều phải lắc đầu ngán ngẩm, cho rằng cặp đôi đang xoay cộng đồng mạng như trong chóng. Nhiều lời chỉ trích đến nam em cũng bị để lại, cho rằng cô đang làm mất giá trị phụ nữ, xối xả đấu tố, nhưng sau cùng lại khóc lóc cúi đầu trước một người đàn ông. Về phía Bùi Hữu Cường, mới đây anh cũng tuyên bố cả hai chính thức hàn gắn, mọi cãi vã chỉ là những xung đột nhỏ trên livestream mới đây Bùi Hữu Cường cũng đã có những chia sẻ đáng chú ý về nam em anh cho biết hiện nam em sức khỏe đang yếu anh chỉ cho cô ở nhà nghỉ ngơi thỏa niềm đam mê đan len ăn ngủ ca hát thư giãn anh cũng tự nhận từ giờ sẽ học thêm nhiều điều và bắt đầu lao động chính trước đó nam em từng tố Bùi Hữu Cường là người ăn bám mãi ở nhà không kiếm ra tiền cô phải là trụ cột kinh tế chính nói với khán giả trên live Bùi Hữu Cường cho biết từ nay anh lai like lại để bà nam em bà ấy nghỉ ngơi sức khỏe yếu rồi mấy hôm nay đang dồn đi làm nhạc thu âm mấy hôm nay mệt rồi đợt này cho nghỉ dưỡng ở nhà thôi tôi cũng không quan tâm gì nữa ai nói gì nói việc của mình thì mình làm cho năm em ở nhà đan len không đôi co với ai nữa nước hoa nhập về lai bán tôi cũng làm trực tiếp, không để nam em làm gì. Mình không đi ăn trộm, ăn cắp, không làm gì xấu cả. Bán cái gì, bán mà lo cho người thân của mình thì có gì sai. Bây giờ, vì mình mà làm cho người ta tan nát sự nghiệp, thì phải gây dựng lại cho người ta. Giờ phải đi kinh doanh buôn bán, từ từ có dư giả thì vực lại. 30 có phải là Tết đâu. Trước đó nam em có lời tố chấn động mạng xã hội khi trực tiếp nói trên live rằng Bùi Hữu Cường là người đàn ông ăn bám. Cụ thể khi đang hát thì chồng sắp cưới xuất hiện, cô dừng lại nhắc nhở Bùi Hữu Cường không làm loạn nữa. Đáp lại nam doanh nhân với vai trò hiện là quản lý của nam em cho biết đã liên hệ khắp nơi để tìm show cho cô nàng và khả năng có show lên đến 99%. Nghe tới đây nam em tỏ ra không tin, cô vừa cười vừa nói, có chắc không? Chắc mới nói nha, má nổ mà cả mạng xã hội ai cũng biết má nổ. Trước lời mỉa mai của vợ sắp cưới, Hữu Cường phản pháo, nổ cái gì do cái mồm của bà, hôm nay nhiều người gọi cho tôi. Không chịu dừng lại, nam em tiếp tục bóc mễ, gọi để làm gì, quan trọng là gọi để book show đi hát hay gọi để phản nàn. Chừng nào gọi book show thì mới đáng nói, còn chuyện khác là của mấy người liên quan gì đến tôi. Mình mang tiếng nổ quen rồi Mình ở nhà bà điểm chứ có phải ở trại bom đâu Má muốn là ở bên cạnh tôi Lo cho tôi nhưng mà má không chịu đi làm Tôi là người đi làm Rồi bây giờ tôi điên lên tôi chửi rồi má kích động tôi vô là phải như vậy Như vậy, như vậy Xong là tôi thấy mọi thứ nó tệ hơn Thì tôi mới khuyên má là đừng có như vậy nữa Nam em khóc lóc cầu xin Bùi Hữu Cường quay về Cộng đồng mạng bức xúc, mất mặt phụ nữ quá những ngày qua, thông tin về chuyện tình sóng gió của nam em và chồng sắp cưới là Bùi Hữu Cường là đề tài được dân mạng quan tâm, bàn tán sôi nổi, liên tục đầu tố qua lại, chia tay rồi làm lành, netizen vô cùng đau đầu. Theo đó, nam em và chồng sắp cưới dãi nhau ngay trên sóng livestream, Hữu Cường nói về việc người đẹp bỏ sang nhà Quế Vân không chịu về. Nam em, nó sợ anh phá việc của nó, anh sẽ phá, chắc chắn anh phá, nhưng phá trên phương diện để tốt chứ không phải để hại. Anh chặn hết số nam em rồi, cho nên nếu mà ok thì gọi điện cho tao, hôm nay đi chơi thế rồi bao nhiêu người gọi, ảnh hưởng uy tín. Trong khi đó, về phía nam em, cô tố ngược Bùi Hữu Cường say xỉn ăn nói không chuẩn mực. Cô còn cho biết là bị đe dọa, bị ép buộc với những lời lẽ khó nghe. Chưa hết sốc hơn là người yêu của nam em còn đòi bỏ cô vào thùng xốp, khiến khán giả sởn ra gà. Nam em có lên mạng xã hội đăng tải, loạt trạng thái công bố bản thân đã chia tay, từ nay sống cuộc sống độc thân. Tưởng chừng chuyện tình của cả hai đứt gánh thì mới đây trên livestream, nam em lại tỏ cảm xúc khóc lóc, cầu xin Bùi Hữu Cường quay về. Đi ngược lại với cộng đồng mạng, mong không ai chỉ trích chồng sắp cưới của cô nữa. Nam em vừa khóc vừa nói, chưa bao giờ ổng đánh tôi hết trơn. Ngày hôm nay ổng về ổng nấu cơm cho tôi ăn. ổng nói tủ lạnh không có gì ăn hết, không có ổng ở nhà, vườn không nhà trống. ổng về một cái là ổng nấu cơm. ổng mua đồ này kia chất đầy tủ lạnh. tôi được ăn sung mặc sướng không thiếu gì hết. Bình thường uống rượu vào thì hay nói xàm, ngủ dậy là bình thường. chứ ổng được giữ lắm. mở mắt ra là thấy ổng nấu cơm cho tôi ăn. lên là ổng làm nước cho tôi tắm. Ông dắt tôi ra ngoài tập thể dục cho tôi khỏe Ông không tệ như mọi người nghĩ đâu Nên là anh Cường ngơi anh về đi Em không nghĩ anh tệ gì đâu Áp lực cuộc sống nên em vậy thôi anh về đi Cường ơi, em năn nỉ anh. Sau đó trên livestream cá nhân của Bùi Hữu Cường, anh cho biết anh và nam em đã quay về với nhau. Động thái này của nam em khiến nhiều khán giả ngã ngửa, tự thấy netizen bị xoay như trong chóng trong chuyện tình của cả hai. Dưới đoạn clip khóc lóc năn nỉ của nam em, nhiều người cũng để lại những bình luận tỏ thái độ chê trách. Phần lớn mọi người đều cho rằng nam em đang bị điều khiển thái quá, không có lý trí trong tình yêu, thậm chí nói nam em là mất mặt phụ nữ khi phải lên tiếng năn nỉ một người đàn ông quay về. Bên cạnh những ý kiến che trách, một số người cũng nhận định nên tôn trọng tình yêu của cả hai, bởi nam em đủ hiểu điều gì mang lại tốt đẹp cho bản thân, hạnh phúc của nam em thì người đẹp sẽ tự cảm nhận rõ nhất. Chuyện tình yêu của nam em và Bùi Hữu Cường hiện khiến dân mạng vô cùng mệt mỏi. Cộng đồng mạng đưa ra lời khuyên mong cả hai ngưng làm náo loạn mạng xã hội bởi những chuyện cá nhân, bởi vạch áo cho người xem lưng là điều không mấy hay ho. Nam em bị tuột đường huyết khi đang livestream vì đói. Thời gian vừa qua, Nam em là cái tên chiếm sóng mạng xã hội bởi ồn ào liên quan đến việc livestream và mối quan hệ với bạn trai doanh nhân. Sau khi vướng thị phi, Nam em tiếp tục livestream tương tác với cư dân mạng. Đáng chú ý trong buổi trò chuyện mới đây, người đẹp gốc Tiền Giang bất ngờ gặp sự cố sức khỏe khiến nhiều người lo lắng cụ thể nam em than vãn chuyện đói bụng do ăn chay trên livestream đồ ăn tới chưa trời ơi đói chết đến nơi rồi mọi người ăn chay có giống em không bị tụt huyết áp mà ăn mặn không được mới ác tự nhiên ăn mặn ói ăn chay ăn mới được mà ăn không nhiều em cũng muốn tắt livestream mà tắt là sụm nụ nên em phải dùng một xíu năng lực ráng đợi đồ ăn tới chứ em tắt livestream là em xỉu không ai đưa đi bệnh viện nên bây giờ phải ngồi trụ giờ không dám nhúc nhích em mà nhúc nhích là chóng mặt kiểu ngồi cũng như bị đứng hình Hoa khôi đồng bằng sông cửu long 2015 chia sẻ những chia sẻ trên livestream của nam em đã nhận nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều khán giả lo lắng cho tình trạng của người đẹp, mong nam em chú ý sức khỏe. Trước đó, sau một loạt buổi livestream gây bão mạng xã hội, nam em bị sở thông tin truyền thông thành phố hồ chí minh mời làm việc. Sau buổi làm việc, nam em bị xử phạt vi phạm hành chính với hai hành vi gồm cung cấp chia sẻ thông tin bị đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực tội ác tệ nạn xã hội cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổng mức phạt đối với Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long là 37,5 triệu đồng.